Không nghe máy anh ạ. Còn số khác không? Đêm hôm có việc gì mà gọi? Dạ, con thấy lo lo nên con gọi điện hỏi thăm mẹ thôi. Với lại anh chị anh mơ thấy mẹ gặp chuyện. Hai đứa đang ở cạnh nhau à? Vâng ạ. Thế mẹ có làm sao không? Làm sao là làm sao? Đã bảo rồi, không có việc gì quan trọng lần sau đừng có gọi. Thôi nhá. Ok. Em đi có được không? Bao nhiêu ngày anh nằm viện, em đã hết sức chăm sóc cho anh. Bây giờ em không cần gì cả, tha cho em đi. Thằng con mày làm tao ra nông nỗi này, mày vừa ở lại chuộc lỗi chứ? Sao mày dám trốn đi? Anh ơi, em với nó cắt đứt quan hệ mẹ con rồi, không còn là mẹ con nữa anh à. Em xin anh đừng lôi em vào nữa. Tha cho em đi mà. Cắt đứt, nó còn bênh vênh làm ta ra nông nỗi này à? Nói, nó ở đâu? Không biết. Em không biết. Em không biết. Mày muốn trốn đi đúng không? Được, mày vẫn còn lại một thằng con ấy. Tao sẽ thay mày chăm sóc nó nhá. Phải có đứa nào chịu trách nhiệm với tao về chuyện này chứ. Như thế mới công bằng. Đừng làm thế. Đừng làm gì con em mà. Em xin anh. Anh ơi em ở lại. Em ở lại. Em xin anh em ở lại. Nhớ bao nói dối sao? Quan trọng gì anh? Đây cũng có phải lần đầu mẹ nói dối đâu. Mẹ mình thuộc dạng khét lẹt lẹt. Không sao đâu anh ơi. Lúc chiều tao vừa vi thẳng vào nhà thằng già nói chuyện. Anh bị điên đấy à? Anh không sợ chết à? Tao thấy bà ấy giấu con dao ở trong áo. Lúc tao bị đe dọa, bà ấy đến gần chỗ thằng già, nhìn chằm chằm vào gáy nó. Thế anh có tin là mẹ làm như thế là muốn bảo vệ anh không? Không biết. Tao thấy lo rồi. Nhiều khi em cũng ghét mẹ lắm, giận mẹ nữa. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi. Mẹ là mẹ ruột của anh em mình, nên không thể không thương, không thể không lo. Mày tính sao? Nó dám vào tận đây để làm loạn thì không đơn giản đâu. Em không nghĩ nó liều thế. Thằng rành con nhãi nhép. Nó tưởng tao không dám làm gì nó chắc.
Tao muốn mày xử nó luôn, nhanh gọn, kín đáo. Thời buổi này đâu phải muốn làm gì thì làm đâu sếp. Không một thằng nào được phép trèo lên đầu lên cổ tao. Mày tính thế nào thì tính, nó phải chết. Em không tính được. Đời em còn dài hơn đời sếp. Em đâu có thể đánh đổi được. Sếp bảo em làm gì cũng được, kể cả em có liều mình cứu sếp. Nhưng lấy máu người khác thì không. Đấy là nguyên tắc sống của em. Thế thì mày làm cho tao làm cái gì? Ăn tiền của tao mà lại không chịu làm cho tao? Khắc chó gì ăn xin? Thằng này không ăn không ăn hỏng vai bao giờ cả. Đời có qua có lại thôi. Tôi và sếp chả ai nợ ai đâu. Nói thế cho nó buông. Tao thử mày thôi. Chứ tao thừa biết là mày không dám làm hoặc là không nỡ làm. Tôi đầu quân cho sếp là để làm ăn chứ không phải làm tay sai. Thu ai người đấy trả. Thằng này không làm. Vậy là mày vẫn không nỡ làm. Nhưng mày ngu lắm. Nó có thù với mày khác chó gì với tao. Chả qua mày hèn, cho nên mày bỏ qua cho nó. Thằng này đã nâng lên được thì hạ xuống được, không cần phải thách. Tao thử mày thôi. Cầm lấy xe đi. Đã thử thì không tin nhau rồi. Mà đã không tin ý, dây dưa làm gì cho mệt não. Bấm ơi, xuống đi học đi con. Vâng ạ. Nào, thế hôm nay khi đi học về con muốn ăn cái gì nào? Con muốn ăn kem ạ. Ăn kem á? Sợ đau họng không? Thế thì bố cho ăn bánh rán nhá, được không? Vâng ạ. Giờ con phải mặc này xinh rồi này. Nào, mặc mặc. Đeo ba lô vào. Đi học nhá. Vâng ạ. Đi. Đây.